Ngày 1 tháng 8, Công an thành phố Bà Rịa đã tạm giữ Đinh Viết Đoàn, 26 tuổi, trú tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khi bị kiểm tra giấy tờ vì ra đường vi phạm giãn cách, Đoàn đã ném ma túy lên xe cảnh sát để phi tang. Theo đó, cùng ngày, Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng với các lực lượng khác tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại ngã tư đường Trịnh Đình Thảo, Lê Đại Hành, phường Kim Dinh, tổ công tác phát hiện Đinh Viết Đoàn điều khiển xe máy lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm lệnh giãn cách của chỉ thị 16 nên dừng xe để kiểm tra. Đinh Viết Đoàn không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và cũng không có giấy tờ cho phép đi lại trong thời gian thực hiện chỉ thị 16. Khi lực lượng chức năng đang lập biên bản vi phạm hành chính vì hành vi ra đường không có lý do chính đáng, thì Đoàn lấy hai gói ma túy trong người ra ném lên thùng xe ô tô của cảnh sát giao thông để phi tang. Tuy nhiên, việc này đã bị tổ tuần tra phát hiện. Đinh Viết Đoàn khai nhận hai gói ma túy trên được mua ở Vũng Tàu và trên đường mang về nhà sử dụng thì bị kiểm tra giấy tờ. Do sợ phát hiện ra ma túy, Đoàn đã ném vào xe cảnh sát để phi tang.